Chào các bạn chú cùng game cũng như anh em kỹ thuật viên. Thì trước đây là mình là kỹ thuật viên của bên CRM. Hiện tại mình nghỉ từ tháng 8 năm 2016. Trong quá trình từ tháng 1 đến tháng 8 thì CRM có triển khai bán hàng. Và đến bây giờ vẫn triển khai bán hàng cho anh em kỹ thuật. Mình chỉ thắc mắc một số vấn đề và cảm thấy không thỏa mãn được cái hợp đồng kinh doanh nên mình ngừng hợp đồng. Thứ nhất là về việc bán hàng. Thứ hai là việc từ miễn phí lên VIP. Thì cái việc bán hàng đó là các anh em cũng cũng gặp rất là nhiều vấn đề về khó khăn đối với CRM rồi. Hàng bán thì không có trung tâm bảo hành, mà gửi bảo hành qua Samsung thì Samsung có thể từ chối. Rồi cái CRM hồi xưa giờ nói là miễn phí, sau chuyển qua thu phí. Thì cũng làm cái uy tín của mình bị giảm, thành ra là mình không làm việc nữa. Thì mình cũng có trách nhiệm giải quyết cái hàng hóa trước đây bán cho khách, tức là vào khoảng tháng 5 tháng 6 năm 2016 là mình có bán hàng cho Vinzy sẽ đem á, thì bán màn hình công với lại màn hình công 24 với 27. Thì vừa qua là phát sinh là từ tháng 3 là có hư cái màn hình. Mình cũng gửi ra đến giờ là cũng 2 tháng mấy rồi. Thì gửi cho CSM, CSM chuyển qua bên Samsung. Samsung nó check lại thì nói là cái hàng này hết bảo hành từ tháng 8 năm 2017. Đó. Tức là nếu vậy thì nó theo đúng vậy thì có thể là VNG đã bán hàng cho bảo hành khoảng tầm tồn kho khoảng tầm gần nửa năm. Đó. Gần nửa năm. Gần 1 năm chứ. Hơn hơn từ tháng tại vì thầy bán tháng 6 mà tháng 8 tức là 10 tháng thì hàng đó hàng bị tồn kho và không có dán tem gì chứ, không có hóa đơn xuất gì chứ, cứ đem xuống lắp cho khách thôi. Mình cũng không để ý nữa, tại vì xưa giờ mình cũng không có rành bên bên bán hàng, mình chỉ lo làm kỹ thuật cài thôi, mình quản lý kỹ thuật mà. Thì sau ép số rồi bắt tụi mình làm, anh em cũng phải nay lưng ra làm, có nhiều anh em phải cắt màn hình, cắt lỗ, rồi rất là nhiều chú game thương tình ủng hộ, tại vì mình cài mình làm nhiệt tình tích cực thương người ta mua hàng của mình. Nhưng mà đến hôm nay thì nó phát sinh là một số cái màn hình công nó bị sọc, có hai cái ba cái màn hình công nó bị sọc, và mình gửi trước một cái đó, mình gửi luôn thì giờ có chuyển qua anh em kỹ thuật viên CSM thì anh em nói qua đưa qua trung tâm bảo hành, trung tâm bảo hành thì nói như vậy. Xong cuối cùng mình hỏi là anh em kỹ thuật viên CSM, mình nói để hỏi sếp. Sau cái mình nhận được cái số điện thoại của anh Long, mình điện mình hỏi anh Long nhờ hỗ trợ, tại vì mình nghĩ là anh em CRM thì nói ở Giang là biết rồi đó, xưa giờ nó vậy. Xong anh chết lại, anh nói chuyện với mình, nói chung là mình sẽ gửi các clip cho các bạn coi đó, xem cái cách làm việc của một cái anh kỹ thuật viên hay là phụ trách nhân viên gì đó phụ trách bảo hành của bên CRM á. Mình cũng không chả biết anh là ai nữa, cũng không hiểu chuyện gì đã xảy ra, tự nhiên anh quay anh chửi mình luôn. Bảo mình chết rồi, anh chửi mang về cho bố mình bảo hành. Dạ em cảm ơn anh, em ở Hậu Giang, anh có gì nhờ anh chỉ bảo giúp. Bây giờ mình sẽ quay với các bạn xem cái màn hình công mình mua, tức là mình bán cho khách, mình lấy của xe đem bán cho khách. Các bạn xem và kiểm chứng xem hàng hóa sẽ đem như thế nào. Để mình quay cái ảnh lại. Đây. Cái menu Factor August 2016 2015 tháng 8 năm 2015. Quay gần lại nó zoom không được đó. Vào tháng 8 đó, rồi Samsung chỉ có tem của Samsung thôi đó. Chứ ngoài ra không không có tem của CSM. Hồi trước mình có hỏi các anh quản lý của bên CSM là Mr. Cường, cái Cường báo chuyện bảo hành là cái chuyện của bên Samsung, còn anh em mình chỉ lo bán hàng thôi đó. Như vậy thì mình gánh cái uy tín của mình, trách nhiệm của mình đó, vào cái anh Samsung. Bây giờ anh từ chối bảo hành đó. Giờ màn hình của khách hư,
màn hình thì trị giá khoảng gần 6 triệu, lúc đó 6 là 6 triệu rưỡi. Như vậy thì giờ anh em cứ bán hàng cho sếp em rồi từ từ trả lương, lấy lương trả. Còn thứ hai nữa là gì? Các cái phòng VIP các bạn mà nâng cấp nhiều, mốt có lúc đến lúc nào đó sếp em ngưng lại, nói giờ ngưng chương trình này, rồi không hỗ trợ nữa, rồi đến lúc đó là nhận quả đắng. Mình chỉ nói vậy thôi. Nên mình hy vọng là các bạn tỉnh táo, nhận ra trước những cái việc mà làm công ty lớn, mà làm những cái việc hết sức là nông dân, cho gây mất uy tín, tự gây mất uy tín cho mình. Một cái sản phẩm hoặc là những cái sản phẩm này nó không có đáng. Thì hy vọng là các bạn fix lại trong thời gian tới, cũng như chấn chỉnh lại cái công việc mà mình làm. Nó không được làm được thì giao cho các công ty tin học người ta làm, chi mà phần mềm lại ôm đồm qua phần cứng mà làm lại nửa nạc nửa mỡ. Đến nghe cho các bạn nghe trực tiếp cái đoạn clip mà nói chuyện giữa một nhân viên tên là Long, phụ trách bảo hành của VNG, sếp em. Lô cho phải anh Long bên VNG không À. ạ? Dạ em chào anh, em tên Giang là quản lý của sếp em bên Hậu Giang á. Có gì không ạ? Phải phải anh phụ trách cái mảng bảo hành không anh? Mà có gì không? Dạ em hỏi xem là giờ cái màn hình đó mình gửi bảo hành thì gửi bảo hành thì sao anh? Màn hình gì ấy? Màn hình 27 inch á. Samsung hay là Dạ Samsung Samsung Vina 27 inch công. cái đấy thì bây giờ ở Giang anh mang tới trạm Samsung nào nó cũng bảo hành cho mình hết. Dạ, mà tại vì em có mang đến chợ Samsung rồi, anh cho em hỏi là màn hình 27 inch công á thì mình thường mua màn hình thì bảo hành bao lâu anh? Mình mua bán cho khách hàng á, bảo hành bao lâu anh? Anh này không không biết là bảo hành bao lâu luôn, Bây giờ không cái nắm được đấy luôn, thì tại mình hỏi cho anh biết biết chứ sao thì biết được. tại thường thường là bảo hành 3 năm hay là 2 năm á, tại vì Samsung á bữa giờ em có hỏi mấy anh quản lý mà chưa có trả lời chính thức được, nên mấy anh nó hỏi chính xác lại xem là bảo hành 2 năm hay 3 năm. Cái đấy thì anh hỏi lại mấy anh quản lý. Ủa, vậy anh phụ trách bảo hành anh có thể cho biết được không? Anh không biết được cái đấy. Anh không biết. Ủa màn hình cũng không biết được 2 năm hay 3 năm hả anh? Anh có thể hỏi lại cho rồi cho em xin thông tin được Cái đấy thì anh hỏi đi. không? Ủa gì hả? Anh là anh Long đúng không ạ? Đúng rồi. Dạ rồi, cảm ơn anh. Mình xác định đây là anh Long, chính xác là anh Long. Anh là nhân viên và anh biết trả lời rất là cụ thể về cái cách bảo hành của bên sếp em. Và sau đó mình khoảng tầm một ngày sau là mình nhận được cuộc gọi tiếp theo của anh này. Alo, gì Dạ sao anh? sao gì Dạ bảo hành sao ạ? Giờ em gửi cho ai anh? em tên gì Dạ em tên Giang. ở Hậu Giang đéo có thằng nào tên Giang hết nha. Ủa em là quản lý khu vực từ trước anh? Từ trước thì nó chết mẹ rồi, thằng Giang đấy nó chết mẹ rồi nha. Dạ vâng, Anh rồi nhớ đừng quan tâm đến nó nghe chưa. giờ em gửi bảo hành sao anh? Em gửi về cho bố em bảo hành nhé nha. Ủa anh nói tới đó là anh ấy cúp máy. Thì nói chung việc này các bạn tự phán xét. Chào các bạn.